Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube LB1. Hôm nay tôi sẽ trình bày với các bạn về bệnh cầu trùng, cơ chế của các bệnh cầu trùng, làm thế nào để kiểm soát bệnh. Như chúng ta đã biết, bệnh cầu trùng thì chủ yếu là do các loại Emeria, Maxima và Tenella gây ra. Thì chúng ta có thể nhìn thấy ở trên cái bảng này, thì đây là những cái chỉ số đánh giá bệnh tích. Đối với loại gà thì phần lớn chúng ta phát hiện bệnh cầu trùng khi nó có triệu chứng lâm sàng, là ở đây hiện tượng biểu hiện như là con gà nó bị rù nè, rồi nó đi phân máu hay là nó ủng rũ kêu la. Tuy nhiên cái việc mà biểu hiện lâm sàng này nó chỉ chiếm 20% trên tổng số mà cái bệnh mà chúng ta biết. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy ở đây là một cái tảng băng thì có nguyên lý là 80-20, thì 20% này chúng ta chỉ thấy là ở cái bệnh là do những cái triệu chứng lâm sàng có biểu hiện. Tuy nhiên cái phần tổn thất rất lớn và nó ảnh hưởng tới cái hiệu quả kinh tế, đó là 80% còn lại là phần chìm dưới tảng băng này. Đây là những cái triệu chứng cận lâm sàng mà nó gây ra tổn thất về kinh tế rất là lớn, nó chiếm 80% về cái hậu quả trong cái bệnh cầu trùng gây ra. Ví dụ như chúng ta thấy được đây là cái biểu đồ về cái tăng trọng của con gà ở cái loài là Acebolina, là Maxima với lại Tenella. Thì ở cái mức độ bệnh khác nhau, ví dụ như người ta chấm điểm ở từ là bệnh tích đó, thì là thang điểm từ 1 tới 4. Chúng ta thấy ví dụ như Acebolina thì là nếu mà ở cái mức độ mà điểm số 4 đó, thì nó sẽ gây ra làm giảm cái trọng lượng xuống còn có khoảng là 70 đến 75%, và nó ảnh hưởng lên cái thành tích chăn nuôi của con gà ở giai đoạn là giai đoạn gà con chẳng hạn. Ví dụ Maxima đây là cái ảnh hưởng về thành tích của Maxima rất là nhiều, mặc dù là chỉ có tới thang điểm 3 nhưng mà nó ảnh hưởng tới giảm cái trọng lượng xuống còn có 75% so với lại mẫu đối chứng nếu mà gà không có bị bệnh. Thì về cơ chế phát sinh bệnh của cầu trùng gà thì chúng thấy được gà bị nhiễm cầu trùng chủ yếu phổ biến ở ba cái nhóm, đó là Acebolina, Maxima và Tenella. Thì đầu tiên mà khi gà nó bị nhiễm cầu trùng thì nó sẽ gây mất tế bào cái bề mặt của đường ruột. Thì khi đó thì nó làm cho cái tế bào non lót ruột nó bị tổn thương, nó dẫn tới nó kém hấp thu, gây tiêu chảy và mất nước. Thì bên mà cái mắt cái tế bào mà mặt là vi nhung mô đường ruột thì nó giảm cái tiết diện hấp thu, thì nó gây ra là hấp thu kém, cũng như là nó sẽ gây ra dư thừa protein, thì nó gây ra cái bệnh tiêu chảy do những cái con vi khuẩn mà bất lợi nó có điều kiện nó phát sinh. Nếu mà cầu trùng mà nó gây ra mất tế bào Krit thì cái cơ thể của con gà ví dụ như ở trong đường ruột nó giảm khả năng sửa chữa những cái tổn thương do là vật lý hay là do những cái độc tố trong thức ăn nó làm tổn thương cái vi nhung mô đường ruột, dẫn đến cái niêm ruột nó bị phá hủy. Khi mà niêm ruột bị phá hủy thì nó sẽ gây ra kém hấp thu chất dinh dưỡng, cũng như là nó bị lở loét thì gây ra xuất huyết. Khi niêm mạc mà ruột nó bị phá hủy thì nó sẽ gây ra mất chất điện giải, rồi gây ra nhiễm khuẩn ký phát, đặc biệt là khi mà nhiễm khuẩn ký phát thì nó liên quan tới cái bệnh là viêm ruột hoại tử. Thì khi mà vừa kết hợp cầu trùng vừa kết hợp viêm ruột hoại tử mà nó nặng thì gà nó sẽ bị chết. Từ đó thì chúng ta thấy được là khi mà có phát sinh bệnh cầu trùng thì gà nó giảm tăng trọng, rồi nó tăng hệ số chuyển hóa thức ăn, tăng cái nhiễm kế phát những cái bệnh ví dụ như là viêm ruột hoại tử hay là do coli. Khi mà chúng ta thấy được cái đàn gà chúng ta nó ăn nhưng mà nó không có đồng đều thì đó là cũng một trong những cái dấu hiệu của bệnh cầu trùng, hay là tăng tỷ lệ chết mà không có những cái bệnh phát hiện những cái bệnh khác, từ đó nó gây ra tăng chi phí và giảm lợi nhuận trong quá trình chăn nuôi gà. Thì đây là những cái biểu hiện của con gà mà ở triệu chứng là lâm sàng thấy được là gà gù, là đi phân máu. Gà mà cận lâm sàng thì chúng thấy vi nhung mô đường ruột nó bị tổn thương. Thì bệnh cầu trùng chúng ta thấy được là có cái dạng là dạng lâm sàng, ví dụ như là triệu chứng lâm sàng thì tỷ lệ chết thường nó từ 1 đến 2%. Tuy nhiên thỉnh thoảng nó cũng tăng lên từ 5 đến 10%. Thì gà chúng ta thấy được là nó đi tiêu chảy, có phân tươi, phân máu. Rồi gà xù lông, mất nước, gà u rũ và hay kêu la. Khi mà mổ bệnh tích đi mổ khám
thì ta thấy được xuất huyết đường ruột máu ở trong manh tràng. Đối với lại mà bệnh cầu trùng cận lâm sàng thì chúng ta thấy được là mặc dù là ta thấy con gà ở ngoài nó bình thường, tuy nhiên đây là cái triệu chứng mà nó quan trọng và nhiều thách thức hơn. Về triệu chứng thì chúng ta thấy nó không có rõ ràng hết, tuy nhiên chúng ta thấy là gà chúng ta nuôi thì cái tăng trọng nó giảm và có thể là có cái tiêu chảy nhẹ. Ở chấm điểm bệnh tích định kỳ thì chúng ta thấy được là cái việc mà con gà nó giảm thành tích chăn nuôi, rồi chúng ta có thể tích hợp và phân tích xu hướng khi cần thiết để theo dõi cái bệnh cầu trùng cận lâm sàng. Những cái điều mà chúng ta có thể quan tâm tới là khi bệnh cận lâm sàng này, thấy nếu mà chúng ta mổ bệnh tích bệnh khám thì chúng ta thấy được là có những cái bệnh tích ở cái như cái hình đường ruột này, và khi mà đi soi kính hiển vi thì thấy vi dung mao đường ruột nó bị tổn thương. Về bệnh cầu trùng thì chủ yếu là do Emeria gây ra, thì cái loài này nó thích nghi tốt trên cái vật chủ, nó sinh ra nang noãn mà ở dạng bào tử. Nó thấy được là ở trong chuồng nuôi mà khi mà gà bị bệnh cầu trùng thì nó đi phân ra, nó tạo thành nang noãn và nó rất là bền ở trong cái môi trường, thì cái nang noãn này nó không thể bị tiêu diệt hoàn toàn, và do đó chúng ta phải yêu cầu là quản lý chặt chẽ về cái an toàn vệ sinh trong quá trình chăn nuôi. Thì về bệnh mà lâm sàng á, thì nó chỉ biểu hiện chỉ có 20% mới thấy được và nó gây ra những cái thất thoát mà chúng ta nhìn thấy được. Tuy nhiên đối với lại gà mà ở dạng cận lâm sàng thì nó chiếm tới 80%, đây là cái dạng tiềm ẩn gây ra tổn thất. Và nếu mà chúng ta thống kê vào năm 2020 và 2021 thì thấy được ở trên 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 thế giới á, thì là nó tổn thất khoảng là 14,5 tỷ đô la trên một năm của cái ngành chăn nuôi gà trắng này. Vậy chúng ta chẩn đoán phân biệt về lâm sàng. Ví dụ như là ở cầu trùng á, thì nó thường xuất hiện từ 2 đến 8 tuần tuổi, tuy nhiên nó chủ yếu là từ giai đoạn từ 15 đến 25 ngày đối với lại gà trắng. Về dấu hiệu lâm sàng thì nãy chúng ta có trình bày đó là cái tỷ lệ chết thường nó khoảng 1 đến 2%, thỉnh thoảng nó tăng lên từ 5 đến 15%. Và chúng thấy đặc biệt là khi mà ra mổ khám thì nó thấy nó đi tiêu chảy, lẫn máu, phân tươi, mất nước, sù lông thì gà ủ rũ hay kêu la. Mổ bệnh tích, bệnh tích mà mổ khám đó, thì chúng ta thấy cái đường ruột nó có những cái vết máu tươi và dịch nhầy chẳng hạn. Đây là do con Maxima và đây là do con Tanela. Có thể thấy được là thông qua cái viêm ruột hoại tử thì cái quá trình mà nhiễm cầu trùng là nó cũng gây ra triệu chứng mà giống giống như cái viêm ruột hoại tử, thì viêm ruột hoại tử thì nó cũng xuất hiện ở tầm từ 2 đến 8 tuần và chủ yếu là từ ngày 15 đến 25. Do đó chúng ta thấy được trong quá trình nuôi gà trắng mà từ xuất bán từ 42 đến 45 ngày tuổi thì thật ra đó thì cái giai đoạn mà ở giữa đó là cái giai đoạn nó gây ra tổn thất rất là nhiều khi mà cái vòng đời cầu trùng nó phát sinh. Đối với lại viêm ruột hoại tử thì tỷ lệ chết đột ngột khoảng 2 đến 5%, thỉnh thoảng thì nó tăng lên tới 50%. Gà chết chúng ta không thấy có một cái dấu hiệu gì hết, không có dấu hiệu lâm sàng. Tuy nhiên mình thấy được là nó có kém ăn, rồi gà thì nó yếu, nó sù lông, đi tiêu chảy, mất nước. Thời gian bệnh lâm sàng thì rất là ngắn, cái bệnh mà viêm ruột hoại tử thì cái bệnh lâm sàng nó rất ngắn. Khi mổ khám thì chúng ta thấy được là nó bị hoại tử đường ruột ra, cái ruột nó sưng lên, sưng phình to lên, thường là nó sẽ nó bị gây ra là nó mỏng đường ruột, nó gây là viêm loét, và cái bệnh này gọi là bệnh loạn khuẩn. Loạn khuẩn thì chúng ta không có thấy triệu chứng lâm sàng ở dưới dạng lâm sàng. Thì khi mà điều trị mà chúng ta thấy được nếu mà bệnh ở dạng cầu trùng thì chúng ta sẽ phải sử dụng những cái thuốc kháng cầu trùng để điều trị. Còn đối với bệnh viêm ruột hoại tử thì chúng ta dùng kháng sinh đó là gam dương. Hiện tại thì cái Virginiamycin là một trong những cái kháng sinh mà điều trị viêm ruột hoại tử hiệu quả nhất ở trên gà. Đối với lại bệnh cận lâm sàng thì chúng ta thấy được là ở gà thì cũng giống như là bệnh lâm sàng thôi, thì gà bị cầu trùng ở từ 2 đến 8 tuần và chủ yếu là nó bộc phát mạnh ở giai đoạn là 15 đến 25 ngày tuổi. Viêm ruột hoại tử cũng vậy, từ 2 đến 8 tuần, và
bộc phát mạnh ở giai đoạn 15 đến 55 tuổi. Về bệnh loạn khuẩn thì ở cái giai đoạn cận lâm sàng thì chúng ta thấy được là nó cũng biểu hiện và nó thông qua từ tuần thứ hai đến tuần thứ sáu và ở giai đoạn từ 15 đến 25 ngày tuổi. Thì về cái dấu hiệu lâm sàng thì về bản chất thì chúng ta sẽ không có thấy được những cái dấu hiệu lâm sàng cụ thể. Tuy nhiên chúng ta sẽ, khi quan sát đàn thì chúng ta thấy được là gà nó kém tăng trọng, ăn vào thì nó không tăng, thường là gà nó càng lớn nó ăn càng nhiều, tuy nhiên cái lượng ăn vào nó không tăng mà thỉnh thoảng nó có giảm nữa, mà thật ra là đúng ra là nó sẽ phải tăng theo 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 chu kỳ nuôi. Và cái tỷ lệ nước uống trên thức ăn thì nó lại tăng lên, ví dụ như là gà nó mất nước, mất điện giải thì chúng nó ăn nhiều và nó sẽ gây ra cái hiện tượng là đi phân nước hay là tiêu chảy. Gà thường xù lông và chất độn chuồng đó, là chúng ta nhìn thấy nó ẩm ướt. Tuy nhiên là chúng ta không thấy gà chúng ta bị bệnh. Thì bệnh tích mổ khám thì đây là những cái bệnh tích, ví dụ như ở đây là do con Acebolina này, này là con ở này là ruột non, rồi ruột giữa với lại con này là con Maxima. Bên này là do viêm ruột hoại tử thì cái ruột nó mỏng. Ở cầu trùng thì khi mổ khám ra thì đặc điểm là cái thành ruột nó dày lên, trong khi đó nếu mà viêm ruột hoại tử thì bệnh tích mổ khám ra thì ta thấy được là cái ruột thành ruột nó bị mỏng lại. Khi mà ruột mỏng thì nó sẽ gây ra lở loét. Thì khi phát hiện được cái mổ khám này thì chúng ta sẽ phải kiểm tra chương trình thuốc trị phòng cầu trùng. Thường á, là có một số quan niệm là sử dụng thuốc cầu trùng xuyên suốt từ năm này qua năm khác. Tuy nhiên á, là chúng ta biết được là tất cả các loại thuốc thì á, là vi khuẩn hay vi sinh vật hay virus nó đều có tính thích nghi. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng một loại thuốc kháng cầu trùng thì nó sẽ gây ra lờm thuốc. Do đó chúng ta phải đánh giá lại cái chương trình sử dụng thuốc cầu trùng của chúng ta và chúng ta phải có sử dụng luân phiên để cho cái sự nhạy cảm của cái cầu trùng của chúng ta nó được phục hồi. Đối với lại bệnh viêm ruột hoại tử hay là loạn khuẩn thì chúng ta phải kiểm tra dinh dưỡng. Thường ở trong những cái thức ăn mà có độc tố nấm mốc hay là nó có những cái độc tố nó gây ra tổn thương đường ruột thì nó cũng gây ra viêm ruột hoại tử và nó gây ra mất cân bằng hệ vi sinh vật trong 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 đường ruột. Do đó chúng ta phải kiểm tra về dinh dưỡng và kiểm tra lại cái quản lý chuồng trại. Thường chúng ta phải kiểm soát đánh giá bệnh cầu trùng. Đây là một trong những cái mà chương trình cực kỳ quan trọng. Ví dụ như chúng ta có thể là sử dụng về kỹ thuật để chúng ta đánh giá về cái bệnh tích của đàn gà chúng ta là hàng quý hay hàng năm, rồi thông qua đó chúng ta sẽ quản lý được những cái dữ liệu và kiểm tra đánh giá định kỳ và đưa ra những cái hành động khắc phục, ví dụ như là chúng ta có thể thay đổi thuốc trị cầu trùng nếu mà chúng ta nhận thấy được là cái hiệu quả sử dụng là bị kháng thuốc, hay là chúng ta có thể là xem xét về vấn đề là an toàn sinh học trong chuồng trại để hạn chế những cái nguồn lây nhiễm bên ngoài đưa vào. Về các phương pháp đánh giá thực địa ở tại trang trại thì chúng ta thấy được là chúng ta có thể là chấm điểm bệnh tích hay tổn thương. Thì phần phần chấm điểm bệnh tích hay tổn thương là thường các công ty sẽ mổ khám và đánh giá về chấm điểm bệnh tích, hay chúng ta có thể là phớt cái dịch nhầy để soi kính hiển vi chẳng hạn. Thường ở này cái phớt dịch nhầy soi kính hiển vi thì ta sẽ dùng cho cái con là Maxima. Rồi chúng ta quản lý xu hướng về năng suất thì cái biểu hiện cận lâm sàng của cái bệnh nhiễm cầu trùng á thì nó không có biểu hiện ra bên ngoài, tuy nhiên là nó ảnh hưởng tới cái thành tích cũng như là năng suất chăn nuôi của chúng ta, nó làm suy giảm. Thì chúng ta có thể thông qua việc quản lý cái xu hướng năng suất cũng có thể hình dung ra được là cái dấu hiệu của cái đàn gà chúng ta bị nhiễm cầu trùng. Các phương pháp ngoài thực địa thì chúng ta có cái phương pháp là chấm điểm bệnh tích tổn thương, thì đây là cái phương pháp là hầu như phổ biến trên thế giới do John Rapp đề xuất. Thì chúng ta thấy cái đánh giá tổn thương là chúng ta đánh giá bệnh tích đại thể, tổn thương biểu mô của cái đường ruột do cầu trùng và sự phản ứng tương đối
của cái vật chủ. Ví dụ khi mà xâm nhập vô thì nó sẽ tăng ra cái tế bào T cell, và nó sẽ thúc đẩy sản xuất ra cytokine, ảnh hưởng tới cái việc mà tăng dịch nhầy. Hay là cái điểm tổn thương tương quan với mức độ ảnh hưởng của cột trùng và mức độ giảm năng suất tương ứng. Chúng ta thấy nó có tổn thương và kết hợp với lại cái việc mà chúng ta thấy năng suất chăn nuôi của chúng ta bị giảm, thì chúng ta có thể xem xét đây là một trong những cái yếu tố cần phải kiểm tra về cái cột trùng trong đàn gà của chúng ta. Dù chấm điểm bệnh tích thì chúng ta chấm điểm bệnh tích trên con Acebolina thì chấm điểm tổn thương ở đại thể ví dụ như hình này, thì những cái chấm nhỏ li ti thường ở đây là ở cái giai đoạn ruột non, chấm nhỏ li ti chúng ta thấy nó những đốm trắng này thì là điểm số 1. Điểm số 2 thì cái mật độ nó nhiều hơn và nó cái những đốm trắng này to hơn. Điểm thứ 3 thì bắt đầu chúng ta thấy có sự tổn thương về về thay đổi màu sắc trong ruột, và nó sẽ cái mật độ của những cái đốm trắng này nó dày lên, và điểm số 4 là nó gây ra cái dịch nhầy luôn rồi. Thì đây là dạng nặng, là thể nặng. Maxima thì cũng chấm điểm tổn thương đại thể, ví dụ như là chúng ta thấy được là ở cái đây là điểm số 1 thì cái nó chỉ có những đốm li ti, đốm đốm đỏ li ti thôi. Đây số 2 thì nó có những cái vết màu đỏ giống như vết chân chim vậy đó. Thứ ba thì là trong ruột khi nó mổ ra thì nó thấy dịch nhầy và có máu tươi rồi. Thứ tư là hoàn điểm điểm số 4 là chúng ta thấy được dịch nhầy và máu tươi rất là nhiều. Cái Maxima này thì nó gây ra tổn thất nặng nề nhất trong cái chăn nuôi gà của mình. Tanila thì nó nằm ở trong cái manh tràng, thì chấm điểm tổn thương thấy khi mà trong đường ruột ở trong manh tràng mà mổ ra thì hầu như là chúng ta thấy máu mà nó bị đông thành cục luôn. Ruột với lại manh tràng thì nó có những nếp gấp. Thấy ở đây là chưa có, mặc dù nó có máu tuy nhiên qua đây chúng thấy nó đọng lại, máu bị thâm đen rồi máu đóng cục, nó gây ra nó lại mình dày thành manh tràng lên. Thì thông qua cái việc mà chúng ta đánh giá thì chúng ta thấy được có một sự tương quan giữa bệnh tích với lại năng suất, ví dụ như tương quan giữa cái điểm tổn thương và với tăng trọng, hay ảnh hưởng của cái cầu trùng tới cái là trọng lượng gà là hệ số chuyển hóa thức ăn và nồng độ caroten trong huyết tương chẳng hạn. Ví dụ như là ở cái tăng trọng gà mà gà bị nhiễm Acebolina mà ở điểm số 4 thì chúng ta thấy nó sẽ làm giảm tăng trọng xuống ở mức là khoảng 70 đến 75. Maxima thì chỉ cần điểm số 3 thì nó giảm về tới 75 rồi. Đối với lại hệ số chuyển hóa thức ăn thì chúng ta thấy được là cái Maxima mà khi mà ở điểm điểm số 3 thì nó làm tăng cái hệ số chuyển hóa thức ăn, ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng thức ăn trong cái nồng độ mà caroten trong huyết tương. Thì chúng ta đều đi gà mất máu thì nó sẽ làm cho nó làm mất màu của cái caroten, làm cho nó tái nhợt. Chúng ta thường thấy là trên cái tích của con gà hay là cái chân của con gà nó bị tái nhợt. Thì con Maxima này ở giai đoạn điểm số 2 là nó gây gà ảnh hưởng, nó làm suy giảm cái nồng độ carotenoid ở trong huyết tương xuống còn có 30%. Thì các phương pháp đánh giá ngoài thực địa thì chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp gọi là phết dịch nhầy. Về phương pháp phết dịch nhầy thì này nó tương đối chính xác trong chẩn đoán bệnh cầu trùng ngoài thực địa. Chúng ta sẽ phải sử dụng kính hiển vi và có những cái tấm lam để chúng ta phết cái dịch ở trong cái ruột, mà chủ yếu là chúng ta sử dụng cho cái con Maxima thôi. Tuy nhiên về nhược điểm thì chúng ta lại cái nguồn lực về kính hiển vi hay cái tấm lam này đó, nó đòi hỏi phải trang bị và mất nhiều thời gian, và khi đánh giá này chúng ta cần phải được tập huấn. Thì cái việc này nó có những cái ưu nhược điểm cụ thể và đòi hỏi chúng ta phải có sự đầu tư. Về theo dõi thành tích chăn nuôi thì chúng ta có thể thấy được là khi mà đàn gà mà chúng ta thấy tỷ lệ chuyển hóa thức ăn
mà nó thay đổi, thì chúng ta có thể suy đoán hoặc là đưa ra những câu hỏi liên quan tới cầu trùng, thì chúng ta thấy được tỷ lệ chuyển hóa thức ăn nó bị nhạy cảm bởi bị nhiễm cầu trùng, hay là nó bị ảnh hưởng bởi yếu tố trong cái thực trạng chăn nuôi thương phẩm, ví dụ như là về thành phần dinh dưỡng hay môi trường hay là quản lý sức khỏe, nó cũng ảnh hưởng tới cái thành tích chăn nuôi nữa, chứ không phải chỉ riêng về cầu trùng. Và chúng ta phải nên luôn được sử dụng để hỗ trợ các kết quả xét nghiệm, vì trong quá trình đánh giá thì ngoài việc chúng ta quan sát mẫu khám thì chúng ta cần phải đem đi phòng thí nghiệm để chúng ta phân tích những cái kết quả, để từ đó nó hỗ trợ cho việc vừa xem đánh giá bệnh tích vừa có kết quả xét nghiệm, nó sẽ giúp chúng ta đánh giá cái bệnh cầu trùng hay viêm viêm ruột hoại tử nó sẽ hiệu quả hơn. Thì điều quan trọng nhất là trong quá trình chăn nuôi chúng ta phải giám sát sức khỏe đàn gà. Thì cái phương pháp lấy mẫu đầu tiên là đối với lại đàn gà mà khỏe mạnh thì chúng ta sẽ xem trong một cái mùa, một vụ nuôi hoặc là một cái mùa mình nuôi thì còn khoảng tầm từ 10 đến 12 đàn chúng ta lấy mẫu. Và mỗi một lần lấy mẫu gì một chuồng như chúng ta sẽ chọn như khoảng từ 5 đến 8 con gà khỏe mạnh trên một đàn gà. Thì chúng ta chọn ngẫu nhiên thôi, chúng ta không có chọn gà và gà chết hay là gà bệnh. Thì khi chúng ta vào chuồng thì chúng ta chỉ chọn ngẫu nhiên gà để chúng ta mổ khám để đánh giá bệnh tích. Về độ tuổi, thì chúng ta biết được là cái độ tuổi từ ngày 18 cho tới ngày thứ 38 tuổi là gà thường nó bị ảnh hưởng rất là nặng khi mà có bệnh cầu trùng. Thì chúng ta thấy nếu gà mà ở giai đoạn này thì cái con mà Tenella này nó sẽ gây ra ảnh hưởng, cũng như là Maxima cũng gây ảnh hưởng đối với lại đàn gà. Trong trường hợp mà gà mà có chủng vaccine cầu trùng thì chúng ta lấy mẫu sớm hơn một chút là khoảng tầm 10 ngày tuổi cho tới khi xuất chuồng là khoảng 4 đến 5 ngày một lần. Chúng ta nên nên để ý rằng là vaccine cầu trùng thì đây là một cái dạng chúng ta đưa cầu trùng vào trong thức ăn cho con gà để nó lấn chiếm và cạnh tranh về cái chỗ ở đó và là những cái cầu trùng thực địa. Tuy nhiên là khi mà gà mà nhiễm vaccine cầu trùng thì nó vẫn có những cái triệu chứng của bệnh cầu trùng mà gây ra bệnh tích ở trên đường ruột. Ta nên cần phải quan sát, và khi mà sử dụng vaccine thì nó có phải có thời gian để nó bảo hộ, và nó phải có thời gian để nó có thể vaccine nó tạo nên cái đề kháng về cầu trùng. Nếu mà chúng ta nuôi chăn nuôi gà ngắn ngày mà chúng ta sử dụng vaccine thì cái hiệu quả bảo hộ những giai đoạn đầu từ 0 đến 21 ngày thường nó rất là kém. Các cơ quan mà chúng ta sử dụng đó là chúng ta kiểm tra cái niêm mạc ruột để đánh giá cái sự hiện diện của nang 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 noãn của cầu trùng. Thì khi mà đánh giá nang noãn thì trong nang noãn thì nó có rất là nhiều cầu trùng ở trong đó, nó tùy loài nó có từ 2 đến 3 con trong một cái nang noãn hoặc có thể nhiều hơn. Bao lâu thì chúng ta sẽ làm một lần, như vậy là mỗi một mùa thì chúng ta nên đánh giá một lần, để từ đó chúng ta cũng xem xét lại cái chương trình sử dụng thuốc cầu trùng ở trong thức ăn của chúng ta có còn hiệu quả hay không, hay là nó đã bị kháng thuốc rồi. Rồi các tương quan với các điều kiện theo mùa, rồi quản lý chuồng trại hoặc là chương trình chăn nuôi, tốt nhất là chúng ta nên tiến hành hàng tháng để chúng ta có thể thu thập dữ liệu. Thông qua tháng mà chúng ta đánh giá thì chúng ta sẽ thu thập được dữ liệu trong một năm, thì từ đó tùy mỗi một vùng mà áp lực về bệnh cầu trùng nó sẽ khác nhau, thì thông qua cái dữ liệu mà chúng ta sử dụng này nè thì chúng ta hàng năm có thể xem xét những cái chương trình sử dụng thuốc mà kháng cầu trùng cho nó hiệu quả để chúng ta kiểm soát được cái bệnh cầu trùng lâm sàng. Đây là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng. Thường chúng ta hay nghĩ rằng là khi có bệnh thì chúng ta mới chữa bệnh. Tuy nhiên ở trong chăn nuôi hay là trong 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 y học thì người ta luôn đề cao là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vì khi đổ bệnh ra hay phát sinh bệnh ra rồi thì chúng ta tốn rất là nhiều tiền thuốc, và khi mà chữa trị thì thành tích chăn nuôi nó cũng kém và hiệu quả kinh tế hầu như là thua lỗ. Phần trình bày của tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe.